Xin chào quý các bạn, trên hình bạn thể thấy là Samsung Galaxy A42 chờ thay thế sửa chữa tại di động cao cấp.vn. Như các bạn đã biết, di động cao cấp.vn đang đơn vị cung cấp tất cả các link phụ kiện trên Samsung Galaxy A42. Tất cả các lỗi sự cố liên quan đến phần cứng, phần mềm trên Samsung Galaxy A42 đều có sẵn phương án sửa chữa nhanh chính xác tại di động cao cấp.vn. Các lỗi sự cố liên quan đến phần cứng như hỏng màn hình, hỏng loa, mic, rung, chuông, chân sạc, vỏ máy, màn hình, loa, mic, rung, chuông, main đều có sẵn phương án sửa chữa nhanh chính xác để di động cao cấp.vn. Các lỗi sự cố liên quan đến phần mềm như treo logo, mất bút, mất email, có mật khẩu cũng đều có sẵn phương án sửa chữa nhanh chính xác để di động cao cấp.vn. Những khách hàng ở xa không điều kiện đến với di động cao cấp.vn, quý vị các bạn có thể dùng dịch vụ ship code COD. Chúng tôi ship các linh kiện phụ trình sửa chữa Samsung Galaxy A42 5G đến tận địa chỉ quý vị các bạn yêu cầu. Quý vị các bạn nhận được, quý vị các bạn mới phải thanh toán tiền bưu điện nhanh chóng, an toàn và tiện lợi. Xin cảm ơn quý vị các bạn đã xem video từ di động cao cấp.vn. Những câu hỏi liên quan đến sửa chữa Samsung Galaxy A42, quý vị các bạn đừng ngần ngại liên hệ kỹ thuật viên từ di động cao cấp.vn. Xin cảm ơn quý vị các bạn đã xem video.